Pháp môn đem lại hòa bình của Phật giáo. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thì thầy xin nhắc đó là cái về hình thức của Phật giáo, về cách thức mà tông niệm của Phật giáo. Còn cái về vấn đề mà tu tập để đi đến chỗ mà giải thoát sinh tử luân hồi thì không có Phật giáo nào nói ra. Chỉ có cái chung chung vậy thôi. Cho nên vì vậy mà trong cái cuộc hội thảo về xung đột và chiến tranh thì thầy có nêu lên cái câu hỏi, thầy nói tôi là người Việt Nam, tôi là một vị hòa thượng đại diện cho Phật giáo tỉnh hội tỉnh Tây Ninh, đến đây có nêu ra cái ý kiến, một cái ý, một câu hỏi để cho ai mà để cho các vị Phật giáo lãnh đạo ở trên thế giới đó, các vị hòa thượng công túc mà thấy được cái điều gì thực tế cụ thể nhất xin cho chúng tôi biết. Đó, thì thầy nêu cái câu hỏi như thế này: những pháp gì cụ thể thực tế của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh? Thầy chỉ hỏi câu hỏi như thế. Thì cái ông đại diện cho Phật giáo Liên Hiệp Quốc, ông trả lời, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này được, bởi vì hầu hết là Phật giáo ở đây thì chúng tôi chỉ nói chung chung chứ không thể nào biết cái pháp nào mà thực tế cụ thể để đem lại cái, để ngăn chặn cái sự xung đột về chiến tranh. Đây là chúng tôi chỉ đưa nêu cái pháp đó từ cái người đó tu tập, từ cái người đó đọc thần chú, từ cái người đó niệm Phật, từ cái người đó tu tập tỉnh giác thì cái người đó sẽ được giải thoát, chứ không thể nào mà ngăn chặn và chiến tranh khả với thế giới được, bởi vì có nhiều người đã không có học. Đó là cái người đại diện cho Phật giáo toàn thế giới trả lời. Thì thầy không nói gì hết, bởi vì bây giờ mình thầy biết rằng họ không hiểu rồi. Phật giáo có một cái nền đạo đức nhân bản là năm giới, có phải không? Mà có cái nền đạo đức nhân quả thập thiện, mà họ không xoáy vào cái cụ thể đó của đạo Phật và những cái đem lại cái sự ngăn chặn, cái sự xung đột và hòa bình cho thế giới thì không phải là cái nền đạo đức này, mà cái nền đạo đức này nó thực tế khi soạn thảo thành một cái chương trình giáo dục. Thì bây giờ trong đất nước nào có con cái hiện thời thì ai cũng phải cho con đi học, thì cái chương trình giáo dục của nhà nước nào cũng có cái bộ giáo dục, có phải không? Thì cái chương trình mà học đạo đức đó được đưa vào giáo dục của Phật giáo, bởi vì Phật giáo thế giới rồi, không phải một cái nước mà quốc giáo thì những học sinh vẫn học được đạo đức này chứ đâu phải không? Không quốc giáo nhưng vẫn được học cái đạo đức này. Thì trẻ con mà học cho tới từ cái lớp mà tiểu học cho đến trung học, đại học thì sau khi ra thì nó không phải trở thành người đạo đức sao? Đã nó thấm nhuần được cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó rồi sao? Thì cái thế hệ chúng ta cũng đã nói rồi, nhưng mà thế hệ con cháu của chúng ta sẽ là những đạo đức. Thì lúc bây giờ thế giới này không có còn chiến tranh, có sự xung đột nữa. Nhưng bây giờ thật sự ra nếu mà thầy đã viết xong cái bộ sách mà đạo đức nhân bản nhân quả rồi thì trong cái cuộc lễ này thì xin gửi tặng cho Phật giáo thế giới. Thì trong cái dịp mà mình hội thảo thì bắt đầu đó, xin gửi tặng cái bộ sách này để cho cả Phật giáo thế giới nghiên cứu đây có phải là một cái pháp thực tế cụ thể của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh không? Đưa cái bộ sách này ra. Còn đằng này thì chưa có làm sao nhất. Ta còn đấy chưa có thì nó không thực tế cụ thể, người ta chưa biết mà. Mà giờ có cái bộ sách là người ta đọc người ta biết gì, mà bộ sách đó phải được dịch bằng tiếng Anh, bởi vì quốc tế nó sử dụng tiếng Anh rồi. Chứ nó lấy tiếng Anh coi như là tiếng của toàn thế giới rồi. Cho nên trong cái cuộc họp lớn như vậy, nước nào cũng phải sử dụng tiếng Anh. Các vị hòa thượng nói tiếng Anh danh dách, phải không? Mà thầy thì tiếng Anh thầy biết lộn bỏ một hai chữ thì cái chuyện đó chắc là phải chi mà có người nào mà tiếng Anh cho giỏi đó, thì chắc chắn là mình đến mình soạn thảo một cái bài tham luận thuyết trình về vấn đề ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì sẽ viết cái bài đó ra. Trong khi đó
cái người đó sẽ đứng lên đọc cái bài tham luận đó thì quá hay. Nhưng mà mình không có chuẩn bị, cái người sẵn như vậy làm sao? Ví dụ đó. Cho nên già đồng thời thì mình cũng không có chuẩn bị để soạn thảo cái bản tham luận. Nhưng mà đến khi đưa vô cái chương trình thì người ta cho mình, thì mình đọc thấy ở đây là cái vấn đề ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh. Thì mình biết rồi. Nhưng mà trong lúc đó mà nếu có cái người nào ở gần thầy mà giỏi tiếng Anh thì thầy sẽ viết ra bằng tiếng Việt, người ấy dịch ra bằng tiếng Anh, đồng thời đưa lên họp đó. Thì chúng ta sẽ có tiếng nói. Nhưng mà cái hay nhất là chúng ta phải có bộ sách đạo đức nhân bản như vậy. Thì cái hay nhất. Nhưng mà rồi thầy nghĩ rằng nó cũng không phải, bởi vì cái duyên nó cũng chưa đủ. Chưa đủ là mình chưa làm xong, chưa có bộ sách. Thế nếu có bộ sách đó xong rồi, có xin phép đàng hoàng rồi, thì trong cái cuộc mà dự đại lễ của Phật giáo thế giới như thế này, thì cái bộ sách của mình để giúp cho cả thế giới nó nhanh chóng hơn. Nhưng mà trong khi đó, theo thầy thiết nghĩ, mình có dự đại hội như thế này mình mới biết. Và khi thầy đã viết xong bộ sách và dịch ra tiếng Anh rồi, thầy sẽ gửi cái người chủ tịch Phật giáo thế giới của Liên Hiệp Quốc. Các con hiểu, gửi cái bộ sách này ngay đó. Mình bởi vì mình có chỗ mình biết rồi. Còn hồi đó thì mình không biết, bây giờ mình dự đại hội thì mình biết rồi. Mình sẽ gửi cái bộ sách này ngay khi mình xin phép nhà nước cho phép xong cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả này xong, mình gửi ngay. Và đồng thời mình đưa ra một bức thư mình xin yêu cầu là cái gì mà chủ tịch hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc nghiên cứu cái này mà phổ biến cái bộ sách này cho tất cả Phật giáo thế giới, thì cái người này họ có khả năng là họ phổ biến từ nước này đến nước kia dễ dàng hơn mình. Chứ còn mình thì không có thể phổ biến các nước này các nước khác được, mà chính cái người mà làm cái việc này trong việc Phật giáo mà Liên Hiệp Quốc thì họ có cái quyền hàng của họ, họ có thể gửi Campuchia hoặc là Trung Hoa, Thái Lan hoặc là Đức hoặc là Pháp đều là gửi cái bộ sách mình đến đó bằng tiếng Anh đối với cái nước đó thì dễ dàng hết. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình để còn phải viết nữa con, thì Phật giáo chúng ta cũng có cái hướng để đem lại sự hòa bình cho thế giới, ngăn chặn được sự xung đột của từng đối tượng ở mọi người ở trong xã hội. Đó là cái ước vọng của thầy từ lâu, mong muốn là đem cái nền đạo đức thực, thì thật ra cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật là những cái điều thực tế và cụ thể của pháp Phật đem lại sự lợi ích cho lại người. Nó không có đi sâu mà vẫn dựng lại cái nền đạo đức, nó biến cảnh thế gian là cực lạc thiên đàng. Có vậy thôi, đủ hơn. Còn người nào mà muốn đi sâu hơn nữa thì nó phải bước thêm một bước nữa, tức là thiền định, giới luật, giới. Thì cái sự nó đem lại sự an ổn, trật tự an ninh cho cả cái gia đình và xã hội. Thì cái thiền định chỉ riêng cho cá nhân của chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay thì về đây để báo cáo lại cái cuộc đi dự đại hội Phật giáo thế giới ở Việt Nam của mình tổ chức. Chính phủ nhà nước mình đăng cai, tức là đăng ký cái Phật giáo dự hội đất nước chúng ta. Trong cái phòng họp ở Mỹ Đình là cái phòng họp của các nước ngoại quốc về họp với các vị quyền thủ của đất nước chúng ta họp tại cái trung tâm Mỹ Đình. Thì ở đây lấy cái trung tâm Mỹ Đình đó làm cái cuộc họp Phật giáo Liên Hiệp Quốc thế giới kỳ này. Cho nên thầy đến đó thật sự ra thì khó có ai mà vào cái khu này. Thì nói rằng cái nhà như vậy, nó lớn như vậy đó, thì thật sự ra có người hướng dẫn, chứ còn có người hướng dẫn mình không biết, đi lạng chạng không biết đường ra. Rộng rãi, nó mênh mông lắm. Cho nên đó là cái vấn đề của nhà nước xây dựng để đón khách ngoại quốc vào đất nước chúng ta. Thì hôm nay đó là cái điều mà thầy thấy nó cũng là cái duyên. Chứ sự thật ra thì thầy cũng không thể đi họp, thầy cũng từ chối. Nhưng mà ban tôn giáo với mặt trận ở tỉnh đề nghị cho thầy đi dự đại hội này để đem lại cho cái sự hiểu biết cho tỉnh của mình đối với Phật giáo trong nước, cũng như
về vấn đề của thế giới. Tức là sẽ có một cuộc họp ngày mai, thầy sẽ trình bày cái sự qua cái việc đại hội, rồi cái đúng cái sai như thế nào, để cho ban tôn giáo của tỉnh và mặt trận để nắm biết những cái điều đó. Mặc dù đã có cho một cái người đại diện của ban tôn giáo đi dự đại hội, chứ không phải là ban tôn giáo tỉnh. Nói chung là tất cả các tỉnh đều có một cái người trưởng, cái người ban tôn giáo của mỗi tỉnh đều về dự đại hội. Nhưng mà cái vấn đề mà họp để mà bàn bạc với nhau ở trong tỉnh, để thấy cái sự mà nhận xét của cái người đại diện ban tôn giáo của tỉnh nhận xét qua đại hội, và quý thầy nhận xét đại hội như thế nào, cái ý của các cái đại diện của Phật giáo thế giới ra sao, để chúng ta đúc kết lại thành một cái phương châm Phật giáo của tỉnh nhà, thì chúng ta xây dựng cái Phật giáo của mình.